nếu anh em có nhu cầu mua ạc mua vàng hay là các cái dịch vụ liên quan đến ngọc rồng green và ngọc rồng blue hãy truy cập ngay gkt vn gkt vn là cái đường link cũ của shop nha anh em đường link mới của shop chính là gà blue vn ha ở đây cung cấp cho tất cả các bạn đầy đủ những dịch vụ liên quan đến ngọc rồng blue và ngọc rồng green cho anh em mình cần ha rồi khi mà giao dịch với gkt hay còn gọi là gà blue vn ấy, thì anh em yên tâm về độ uy tín an toàn chỉ sau 5 đến 10 giây là các bạn có thể nhận được đồ và nhận được vàng rồi nhé hoàn toàn tự động ok chưa Hi, hey, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Lại là mình, Tình Hữu cái bên đây Thì ở cái chiếc video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi Hôm cái sự kiện hôm qua nú mới review luôn anh em ạ à. Ừ, mình chưa kịp chơi nữa Là hôm nay AD lại bảo trì nè, fit bung nè, fit nói chung là Bung đồ, fit tùm lum tán lạng hết Mà những cái lỗi như là lỗi HP nè, lỗi key nè, lỗi đam nè Thì không fit anh em à. Ừ, lỗi BT nữa ha Đó, thì không fit đi fit bùng fit biết gì tâm lâm tán lạng hết đó rồi ha thì um, sau đó thì ad ra một cái trang bị gọi là trang bị chín sao anh em ạ à. ừ. bây giờ thì anh em mình cùng vào game để trải nghiệm thử xem là cái trang bị chín sao này khi mà chúng ta nâng cấp từ 8 sao lên 9 sao thì nó sẽ tốn bao nhiêu vàng ha và tỷ lệ thành công như thế nào thì bây giờ ngay bây giờ mà không phải lúc nào nữa thì anh em mình cùng hướng mắt về màn hình rồi, chúng ta cùng đi với bình luận viên là nấu cù te và mình vào mình quật luôn trang bị chính sao thôi anh em nhỉ chín 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 sao quay wow. nghe là thấy thích rồi anh em nha đấy nhớ là mỗi lần bảo trì xong là các bạn vui lòng xóa dữ liệu trò chơi đi ha rồi mình hãy tải lại dữ liệu trò chơi một lần rồi mình đấy mình tải là xong mình vào game thì lúc này nó mới mượt mà được nó mới hạn chế được những cái lỗi lầm mà linh tá linh tinh trên trời dưới đất nhá Bằng niềm tin không lung lay, tôi sẽ thấy cuộc đời này. Yes sir, chào mọi người. Thì ngày hôm nay trước mặt chúng ta đó chính là cái thông báo update pha lê hóa thứ 9. À. Ờ, pha lê hóa thứ 9 à. Pha lê hóa thứ 9 à. Thì không biết là <laughs> tốn như nào anh em nhỉ? Chính sao luôn. Game thì không ra cái gì mới các bạn nhỉ. Đấy không... Những con boss đó, nó góp ý nha. nó có góp ý với Admin. Thì Admin bảo là bây giờ boss ra quá nhiều rồi. Thì... Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Rồi, phải như vậy thì nó mới yên ổn được anh em à. Thì Nú đã góp ý với Admin rồi ha. Thì... Admin, Nú bảo là game hơi lắc này. Không có cái gì mới cho anh em trải nghiệm này rồi khi mà anh em mắc hết rồi không còn gì để làm nữa thì ad nên ra ngọc rồng đen hay là ra bot mới thì nú nhận được câu trả lời đó chính là bây giờ bot mới thì ad ra quá nhiều nên là chắc có lẽ là ra trang bị chính sao thì ok ngày hôm nay đúng y như vậy luôn AD min ra trang bị chính sao anh em ạ à. thì cái thông tin này có lẽ là nú đã biết trước các bạn một hai ngày rồi đấy nhưng mà nú không chắc chắn nên là nú không có làm thành video này mà không biết là admin ra ngọc rồng đen hay là ra trang bị chính sao thì ngày hôm nay thì admin chắc chắn luôn là ra trang bị chính sao ha hôm qua mãi review thì nú chưa có xem lại anh em ạ thì các bạn biết làm sao không đội ngũ admin ở bên ngọc rồng mít này trong đó không có nú nha trong đó không có nú nha đó ừ thì họ vừa là coder này họ vừa là quản trị viên họ vừa là admin luôn nên là cái thời gian mà họ rep cái tin nhắn ở trên fanpage của mình khi mà mình báo lỗi nó hơi chậm một tí tại vì hôm qua nú có hỏi mà nú kêu sao mà support chậm như vậy thì người chơi người ta bỏ game hết à đó có lỗi vặt gì người ta báo thì làm sao mà bên mình rep mà mình khắc phục kịp thì nú nhận được lời xin lỗi đó chính là từ admin thì anemin kêu là do đội ngũ admin là mãi tập trung để code ra những cái, cái cái, cái, gọi là cái mới trong game đó anh em ạ như cái hào quang này này là admin code cũng gần một tuần lễ mới ra được đấy anh em ạ là ngồi lên bản vẽ nè xong rồi sau đó code nè xong rồi fit lỗi tùm lum đắng lạng hết đó thì mới ra được đó có từng ly từng tí từng cái nhỏ 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 lại thì mới ra được cái này ha thì cũng thấy đẹp đẹp đó cũng hợp phong thủy mới nú ha màu vàng màu màu đỏ đồ này kia là được được rồi đó thì uh, cũng thông cảm nha AD nha anh em tại vì các bạn thấy không là cứ hai ba ngày hoặc một tuần lễ là Admin lại ra một cái mới đấy nên là cái thời gian mà hào quang này nhìn hơi phèn nha cái hào quang màu hồng này hơi phèn nha thì uh, cứ ra cái mới liên tục đó anh em nên là các bạn cũng thông cảm ha khi nào mà admin kiểu như là họ trực cái fanpage á, quản trị viên trực bay á, họ rảnh thì họ mới rep các bạn được đấy, nú cũng nằm trong số đó thôi. nhắn tin ba bốn ngày thì admin mới mới xem và rep một lần ấy. nên là nú cũng sẵn nó rảnh thì nú cũng hỏi hỏi luôn. thì nú biết được một số thông tin như vậy thì vừa rồi là nú mới chia sẻ với tất cả bạn ha. thì do họ bận code game anh em ạ, à. chứ không phải là server sập, server sủng gì đâu. thì nếu mà bạn nào mà có theo dõi cái fanpage của nú á, thì hôm qua có biết được một cái thông tin đó chính là thầy của tụi bay mới về một cái con hàng Hello anh Dài, Ok, hello em nhé. Rồi anh... thầy mới về một cái con hàng gọi là cạch kim đường tàu luôn, không còn cái gì mà qua được cái bông tay này nữa anh em ạ. À. Ừ. Thì uh, cái này là nú mua nha anh em, không phải là cái Tụi bay nghĩ cái tay của thầy á. Nó đen giống kiểu như cái mít này như vậy nè, đó. Thì làm sao mà mà thầy nâng một cái là ra được cái này được, đúng chưa? Thầy mà nâng được cái bông tai này 30% chắc lúc đó tao hét cho mày banh luôn cái cổ họng cũng như là tan nát luôn cái vàng máy tính đó à, ừ. Nên là đi mua chỗ lành anh em à. Ừ, mình biết cái số mình đen nên là mình đi mình mua chỗ lành Ok hello Linh nhá Rồi hello Linh hello Linh Trời ơi anh em yêu quý nấu quá nhiều luôn nha Các bạn tele qua đây đi nấu tặng quà buổi sáng nha nè Chào buổi sáng thầy nú nè <laughs> Rồi hello tờ nú khoai to biết to hay vậy người yêu tôi còn chưa biết nữa mà ông biết là ông hay vậy đó hello baby mời à, thằng bé này hôm trước nhận nạp của nú này hè, hè, được thầy nú lú được thầy lú tha rồi thì đây chính là thằng mi lỏ nha anh em đấy thì hôm qua nú hỏi nó là hôm trước là do nó tự ý anh em mà chơi với nú là có những cái nguyên tắc đặc quyền cấm kỵ đó là hôm qua tự nhiên nó nó đi mấy hôm trước đấy Tự nhiên nó đi nó rời cái bot chat anh em ạ à. Ừ cái bot chat đó đâu phải ai cũng vô được đâu đúng không Có nhiều bạn nhắn tin với Nú Nú đâu có cho vào đâu đó là Chỉ những người nào thân cận với thầy lắm Thì mới được vào đấy Thì thằng bé này nó vào rồi Tự nhiên nó nó thích là nó thoát anh em ạ à. Ừ nó thích là nó rời Nó thích là nó rời thế là Nú cho nó đi một sải luôn Xong rồi à, Cũng lâu rồi, anh em ạ à. Chắc là Nú kích nó ra cũng tầm một tuần rồi đấy Rồi à nó hôm qua nó nhắn tin nó cho đá này mà đây nó cho mấy viên đá titan thạch anh gì đó để mà thầy đi đập găng cho thầy với anh lộc thì nói chung là thầy cũng hỏi lần câu là mày chừa chưa hả tao hỏi lần nữa là mày chừa chưa thôi thì à, nó bảo nó chừa rồi đấy hình như là fit được cái bt rồi anh em ạ à. quay hôm qua là mới bảo trì nha từ từ hôm qua là mới bảo trì nè xong rồi hôm nay là nú vào lại nú không phải cấp 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 rồi luôn bỏ cái cải trang kia ở nhà luôn rồi ba ẩu rồi đó ba dũng đẹp trai vừa ăn hổ mập cái thằng chết tiệt này nữa thì qua mày lụm con hổ của thầy rồi dũng Trời ơi. Ủa mà thằng Nú nhớ nó là trái đất mà ta sao còn kia bom mà nó ăn hay vậy ta Hay vậy ta Hi thầy Hi em Hi em Nghiệp này Rồi còn nào quen quen nữa Hình như là nó fit được cái lỗi BT rồi đấy anh em à Ừ ờ, Là hôm qua các bạn thấy không Cứ mỗi lần mà sáng ngủ dậy là nó phải kích 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 Những cái thằng bé này mà sáng hôm nay là được rồi Đó ok Ok 10 điểm 10 điểm mà Demi ơi. Yes yes sir, yes sir. Yes sir bro. Cái gì? Hello thầy. Ok hello em. Con chào thầy nấu úi trời ơi đẹp trai chưa kìa, mày ngoan ngoãn lễ phép thế nha. À, thì bây giờ hổ à. Hổ ơi sao mày cắn tao? À là có con hổ màu xanh này, con hổ màu vàng và con hổ trắng vằn vằn anh em ạ. À. Ờ ừ, thì nó có mấy con vậy đó nó có mấy con dậy đấy Mẹ nó bây em cho tư tương mờm ra luôn xem là có ăn được hay không nhá xem là có ăn được hay không nhá dũng đẹp trai vừa hạ được khổ mặt và tức không Có tức không đó, mình làm nãy giờ nó qua nó lậm hai con rồi anh em à đang định cho nó đều mà nó đứng nó góc này mà con hổ góc này nó ăn được là có gì đó sai sai rồi nha nha dũng nha thầy ghim cái id game của mày rồi nha dũng nha chết với thầy đã cưng à hello thì nấu gaming mày dày quá mày lỏ à chắc thế giới cái nữa cho tụi nó qua anh em ạ hello anh em nha chào buổi sáng bằng niềm tin không lung lay bạn sẽ thấy cuộc đời này bạn mơ mong khát khao Nhi cu Ok hello em Rồi tôi nói nãy giờ tôi đi test trang bị chính sao mà tôi chưa đi luôn á ba Nãy giờ ẩu rồi nha Ẩu rồi đó ba Thì bây giờ chắc lấy cái nhẫn ra test anh em nha Ờ ừ. Lấy cái nhẫn M5 này ra đi test luôn hay là đợi đứng đây chơi thì nó tí ta Cho em vô BT cho mày vô rồi còn cái gì nữa Đây đây Đó Bằng niềm tin không lung lay Tôi sẽ thấy cuộc đời này Chào thầy nha Thầy nú dậy sớm thế phát Em tí vàng em giao dịch được đi là thầy cho Ừ em cứ giao dịch được là sẽ có vàng Chứ em nghĩ cái thầy vừa chat một cái một là đông khu luôn rồi Đông khu luôn rồi Nó còn hơn là đông trùng hạ thảo nữa thì thua rồi Thì thằng ôn này sao nó bị lỗi bt ta ôn này thằng chết tiệt này mm, mm. từng 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 mi lỏ còn trong đây mà ta vậy là có một mình thằng thằng lọc gà đó nó bị thôi anh em à thằng thằng lọc gà ơi là gà đó nó bị còn mi lỏ nó vào từ tối hôm qua tới giờ nó có bị làm sao ở đâu đúng không lát rồi nó rác rồi khỏi chơi luôn đi mày Chúc thầy nú sớm đạt 5k sub. Ok, cảm ơn em rất nhiều nhá. Khi mà 5k sub là hả thầy sẽ làm một cái gì đó đặc biệt để chi ân đến tất cả anh em kênh chat nhà mình nhá. Nên là các bạn cố lên là nhờ công của tất cả các bạn hết. Đấy, bây giờ là là là, là được được 000 mấy rồi anh em ạ, để nú vào nú xem nhá. Các bạn đợi nú một tí này. Thì à, bây giờ được à năm người rồi, đó. Giúp nú nhá. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì đi test cái nhân phẩm thôi anh em ạ à. Nhân phẩm tháng mới nè Hôm nay là qua tháng 9 ha Không biết là cái nhân phẩm của mình nó nó có khác xưa chưa ha Có, có khác xưa chưa nữa Một tháng 9 thì mình qua khu chính luôn, luôn anh em ạ à. à, Ừ cái khu chính luôn Thỏ này ca Ôi. Ê anh kia anh kia Đấm nhau không Đấm nhau không thỏ Mày chơi không Mày chơi không Chơi 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 Chơi, chơi. chơi nếu còn mấy miếng thịt á hình như còn 10 miếng cho nó thử là được cái quần què giờ cũng được hai cái hộp quà mở một cái là rỗng nè một cái theo được cái cây kem mà cây kem sẽ đâu biến 16 phần trăm tấn công thành kia bằng niềm tin không lung lay tôi bạn sẽ thấy cuộc đời này mà bạn muốn thì còn tay le qua gì rồi sao đột lỗ ta thì có lẽ là cái bản mod đó chưa có để mà đập cái trang bị chính sao đâu anh em ạ Nên là mình phải đập bằng phiên bản gốc Đấy thì nó hỏi là bạn có muốn nâng cái trang bị này lên hay không Tỷ lệ thành công là một phần trăm này cần 600 triệu vàng Thì cái này vẫn rẻ anh em ạ Ừ cái này vẫn rẻ nha Đó Sau đợt nú nhớ là Đập là đập trang bị từ 7 sao lên 8 sao là đợt trước là tốn hết Đâu hai thỏi vàng thì phải đúng không đúng không? một thỏi hay hai thỏi gì đó rồi thì để sở hữu được cái trang bị chín sao á, thì anh em cần chuẩn bị cho mình là một cái món trang bị 8 sao và cái thứ hai đó chính là cần chuẩn bị cho mình ở đây sáu trăm sáu mươi triệu vàng đấy nếu mà không có vàng thì các bạn làm gì không có vàng thì các bạn truy cập về fanpage tờ nú ga minh nhá các bạn liên hệ với đội ngũ bên nú thì sẽ có vàng cho anh em mình Vàn hiện tại thì nó đang bán là 15 chấm nha anh em nhá. Đấy, và hiện tại là 15 chấm. Ok, hello Bảo nhá. Vàn hiện tại là 15 chấm cho bạn nào cần đấy, cần thì cứ liên hệ về fanpage của lũ nhá. nấu Cần thì liên hệ về fanpage của nấu nhá. Đấy thì thì phát đầu tiên này, phát đầu tiên của tháng 9 đấy, phát đầu tiên của tháng 9 đấy. Phát thứ hai của tháng 9 này phát thứ ba của tháng 9 này à, như vậy là hai thỏi vàng là là, là đâu bốn thỏi vàng là đập được ba phát anh em ạ à? ờ ba phát là đập được bốn thỏi nghi là cho nghi cái que kem này cho nghi hai thỏi này nghi là nam hết đúng không cho nghi thêm tám cái này nữa rồi cho cái gì nữa cho mày cái gì nữa cho mày bốn miếng thịt tươi này rồi, cho mày cái gì nữa cho mày 16 mảnh hồn này rồi cho mày cái gì nữa cho cái gì nữa à, đậu giao dịch được không đậu giao dịch được thì cho luôn Đó Ok nhá để cho thầy à thầy đứng thì đập đồ đấy nên là đừng có mày giao dịch nữa nhá Bây giờ là mình đục lỗ trang bị cứ ép thử cái nhẫn trước anh em ạ à. Thì không biết lên hay không Chúc con may mắn lần sau chúc con may mắn lần sau Giỡn nghe bà mít Tháng 9 đó nha Đầu tháng 9 đó nha Bà đừng có giỡn với tôi à Đầu tháng 9 mà tôi gặp bà như này là thua luôn một tháng đó Nên là nó cũng đập và vài phát nữa thì ngưng anh em ạ à. Chứ mình làm sâu quá thì mất công nó xu luôn cả một tháng Đấy hôm nay là ngày 1 Đấy Ngày 1 tháng 9 Dậy sớm nó thành công nhưng công đâu không thấy Chỉ thấy là tốn ơi là tốn vàng Anh em ạ à, chết tiệt thật đi chứ Chả hiểu kiểu gì luôn Sáng ra là, là, là mất hết một mớ vàng Mà chả được cái gì thì Ôi dồi ôi có mà tức chết Có mà tức chết qua <laughs> xem mấy cái live stream Của nhiều quá đây mà Nên là hôm nay nó bị Nó bị lây đấy anh em ạ à. Ui dồi ôi mua giày m năm nhật đó nào có bán giày cho nó ghè để nó đi cho nó ấm cái chân nó giùm thầy cái coi bằng niềm tin không lung lay bạn sẽ thay cuộc đời này bạn mơ ước mong khát khao bạn trưởng thành lớn nào rồi bà cho tôi lên coi nghe nó xù quá này mà thôi 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 đeo vô lại đeo vô lại bây giờ đi đập cái găng ha Đập cái găng này thử lên... À đâu? Cái găng này thì đúng rồi, mà mình về mình lấy cái găng trong nhà ra anh em ạ à. Rồi, về nhà nó hơi bị lắc lắc đấy anh em ạ à. Ủa, hơi kệ nữa đi, xíu mình nè, bên tụi nó cũng ăn không Mà mình có được cái gì đâu Hello anh em chát yeah, cho tụi nó qua đông đông cho nó vui anh em ạ à. Đó, thì uh, hôm qua là game cực kỳ lắc luôn Ừ, nó giật tung bướm, giật cho mày tung bướm Nhưng mà hôm nay thì sao ạ? À? hôm nay thì mướt mượt mượt đấy hôm nay thì mướt mượt mượt anh em ạ à. đấy nó, nó, nó sướng thế đó, cái chữ lệ quay thằng này có con cua mình dễ thương vậy mày cho thầy đi cho thầy con cua này đi cua nhìn ngon quá ta cua nhìn ngon còn hơn là king rap thấy con king rap thì tuổi gì thì nó có xin hôm qua lắc quá này mà chứ không là nó nhận được con hổ vàng từ thằng kỳ đấy thằng kỳ bạn của nó từ bên bà lô qua này mà thì kỳ xem được những cái video của nú bên bên mid này nè thì nú thì kỳ nhảy qua đây thì kỳ chơi đó nhưng mà bạn cũng chơi chơi cũng chơi được với nhau đó thì kỳ có hứa là sẽ tặng cho nú một ít đá này để mà nú đập găng rồi Xong rồi là kỳ sẽ tặng cho nú một cái con hổ anh em mà thì thầy tụi bay chơi game là không có cần cái chỉ số nó xịn đâu chỉ cần nó đẹp là được rồi đó thì có nhiều đứa nó hỏi tại sao mà không dùng được đá nâng cấp. Nè, đá bảo vệ nó chỉ bảo vệ được ở từ cấp 2 lên cấp 3 này, từ cấp 4 lên cấp 5 này, từ cấp 6 lên cấp 7 này, lưu ý vấn đề đó ha. Còn những cái cấp giống kiểu nó từ 3 lên 4 này là đập cỡ nào nó cũng không xịt á thì không sử dụng được đá nâng cấp, ok chưa? Đó. Nhớ cái vấn đề này nha. Thì lại hết vàng anh em ạ. À. Phát đầu tiên là xịt rồi nha. Không biết là cái clip hôm nay đi test đồ như này hello em hello thầy hello 1506 có cái bài 3106 nghe cũng hay đó hãy nhớ thử coi cái lời nó là cái gì ta phụ âm nhạc cho anh em buổi sáng hàng xóm láng giềng người ta qua luôn đó chứ thì khi mà đập lên một cái găng gọi là cái găng cấp 40 xịt là tấn công nó được 7k613 ok chưa đây là một cái gân zin nó với sức đánh là 5k2 nha anh em, đó, 5k2 sức đánh. Thì bằng niềm tin không lung lay, tôi sẽ thầy thất bại rồi. Không lẽ 14k mà nó không lên sao? Không tin luôn anh em ạ. À. Ừ. Để thử là 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 không lẽ hết 14k đá mà không lên lên thì mai lại nhồi thêm 14k nữa, đập khi nào mà chán chê thì thôi anh em ạ, à. đấy. Bằng niềm tin không Mà thường tắt video đi là đập nó hơn lắm anh em ạ, à. còn nú bật cái quay lên là giống kiểu như cái phần mềm nó nhận diện ra được à nú nó đang quay, nó muốn lên tivi nên là mình cứ cho nó rớt đi kiểu vậy đó anh em ạ. À. Ừ. Kiểu kiểu vậy đó. Vừa đập vừa cho luôn anh em ạ. À vừa đập vừa cho luôn đó hai tròn này một viên đá đi hai viên luôn đi đó giống kiểu mình cho đi rồi sẽ nhận lại anh em ạ đó ok chưa cho đi rồi sẽ nhận lại mua găng m 7 nhật mà nú tưởng nó mua găng cấp 7 chứ găng cấp 7 bây giờ ai mà có là chắc cũng dữ lắm á cũng dữ lắm đó chứ lên chưa yeah, nó sao hôm trước đập cho khách một phát một là từ từ 3 lên 4 luôn mà, trời ơi Thôi cái khúc này à, nó quá... Trời ơi Vẫn chưa nên Vẫn chưa nên Đó, coi đập có chán không kìa trời khi nào mới lên. À rồi lên rồi lên rồi lên rồi Một cái gần không xịt anh em ạ. À. Đấy nó phải thế thì mới đáng chơi anh em ạ. À. 7k6 không xịt. Wow. Đã ta Đó, xong rồi từ cấp 4 lên cấp 5 này nó mới cần bảo vệ thì lúc này cái viên đá bảo vệ ở đây nó mới xuất hiện nè mấy cha. Đó. Mấy cha cứ rần 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 lên không à. Cứ kêu làm sao mà không xài được. Ừ ừ không dùng được đá bảo vệ đây nè. Những cái cấp nào mà nó rớt thì mới cần tới đá bảo vệ Còn những cái cấp nào mà nó không rớt thì Anh em cứ đập bình thường thôi không sao hết ha Khi một cái găng 7K613 chúng ta nâng cấp thành công lên cộng 5 Thì nó sẽ được là 8K374 anh em à 8K374 thiệt không? Thiệt không? 7K613 Thiệt không? Đau quá ta đá bảo vệ đá bảo vệ gần hết đá bảo vệ gần hết AD ơi Gây! 8k374 đó hôm nay là ngày 1 tháng 9 bây giờ là 6 giờ sáng nhá thì về bờ rồi thầy lú về bờ rồi các cháu ơi các cháu ơi nó phải như vậy nè đúng chưa các bạn thấy Nú nói đúng chưa? Khi nãy là mình đập chắc cả ca đá không lên đúng không? Cho đi là sẽ nhận lại anh em à. Nú vừa tặng cho thằng em một mớ đá là mình may mắn lên liền đó. Cứ cho đi là sẽ nhận lại. Nè, từ cộng 5 lên cộng 6 là không xịt ha. Nên là nó mất cái dòng chữ là đá bảo vệ đi rồi anh em à. Tỷ lệ thành công là 3%. Khi mà lên được cộng 6 là 9k211 anh em à. Wow. 9k 211 đúng không? Dứt luôn đi chứ Dứt luôn đi chứ Hết vàng anh em ạ à. Thì cái găng này mà lên cấp 7 Chắc cũng được 10 10k anh em ạ à. 10 10 k đấy Thì nói chung là đập thì đập cho vui vậy anh em ạ à. Biết khi nào mà cái lỗi đam AD mới fit lại cho mình Đấy một cái con hàng mà nếu mà đúng nhá Là nú phải đấm cái liên hoàng là nó phải tầm 200m Đấy anh em mà Chứ không có ít đâu Nhưng không Đời này không có như là mơ anh em ạ à thì đấm nó bị lỗi đam đấm được có ba mấy bốn mấy triệu rồi, anh em ạ à. mà mắc hết luôn rồi đó những cái gì mà nam hết liên hoàn có là nú có hết luôn rồi đó anh em ạ à. nhưng mà nú đấm bị lỗi đam ấy thì không hiểu kiểu gì không biết là có lên được là chín hai một một hay không nhá thì các bạn cùng theo chân lũ nào hai không một một có lên hai một không hay không sáng ra mỗi bạn giao dịch được một lần à nên đừng có xà bám Xà bám xà bổng thì cũng vậy thôi em à ừ mình mang chơi vui vẻ công bằng ha công bằng xanh chính thì ai nhận rồi thì thôi chứ làm gì có kiểu mà nhận rồi xong đứng đợi nha, giao dịch nhận thêm một lần nữa ở đâu ở quê em người ta làm vậy không à quê em người ta làm thế à đúng không nhưng mà sẽ cho đi là sẽ nhận lại anh em à thằng này khi nãy là nhận rồi nè thằng này khi nãy nhận rồi nè cho đi là sẽ nhận lại đấy nhận rồi thì cho mày nhận thêm phát nữa cho đi là sẽ nhận lại cứ tin nụ cho đi là sẽ nhận lại rồi bây giờ 13k chỉ cần 13k đá này lên một cái này cấp 7 thôi là được rồi anh em ạ à. mình không có cần à. mình không cần giàu sang nhung gấm lụa là mình chỉ cần 13k mà không lẽ không lên được đúng không đúng chưa sao nhanh hết vàng vậy ta đá bảo vệ ở đây còn có 17 viên anh em ạ à thằng wow, Lộc nó vô nó nghịch 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 hết mớ rồi đó. Um, nó nghịch bên nít này anh em ạ. À. Chứ cái nít mà TDL Gaming thì Lộc vẫn đang nghĩ là nó bị hack <laughs> Lộc vẫn đang nghĩ là cái ạt nó mất rồi. Nú kêu là nú đang liên hệ với những thần đồng đất Việt để đi lấy lại cái con ạt đó về cho Lộc. Đấy thì Lộc vẫn đang ngồi chờ đó anh em ạ. À. Ừ. Lộc vẫn đang chờ đang hóng rồi lắc luôn rồi anh em ạ. À. nó hay là nãy nó lắc nó lên được hai phát rồi bây giờ những cái cấp cuối này nó khó nó không lên anh em. Thôi để nút thoát game ra vào lại cái chứ lắc gì vậy sao chơi. Xoay đều xoay đều xoay đều hình như là bảo trì nữa rồi anh em ạ, à, đúng không? Đấy nên là là, 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 bây giờ là mới 6 giờ 04 sáng là mới đập được hai phát là admin bảo trì luôn rồi Thế thì có lẽ là Nú xin kết thúc video tại đây nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau. Video này thì Nú đã đem đến cho tất cả các bạn một cái số thông tin về cập nhật mới cũng như là một số lý do mà admin bận này, admin không có thể nào mà chết tin nhắn cũng như là fix lỗi sửa lỗi kịp cho anh em ở trên cái diễn đàn Ngọc Rồng Mid Office ha. Thì đội ngũ admin ít người quá anh em à. Thì công việc của họ quá nhiều nên là họ không có thời gian để rep. Nên là tất cả các bạn thông cảm nha khó lắm thì họ mới rép được tin nhắn của nú và nú đã tra được một số thông tin như vậy để nú báo với tất cả anh em trên kênh nhà mình ha cũng như là một số bạn chơi ngọc rồng biết có thể biết ok chưa ngoài ra thì admin cũng đã cập nhật là cái bt rồi hình như là hiện tại là bt không còn lỗi nữa anh em ờ à. ừ, đó cũng là một cái tin vui ha tại vì anh em mình chơi với nhau chung một cái bt mà cứ sáng ra là mất bt thì còn gì nữa đâu mà vui đó đó cũng là một cái tin đáng để chú ý cho anh em trong bản tin ngày hôm nay Vâng, và tiếp theo đấy chính là bản tin chương trình thời sự Hôm nay là Anibin cập nhật cái trang bị chính sao Thì anh em mình vào trải nghiệm và test nhân phẩm nhé Hiện tại thì chưa có cái bản mod nào mà đập được trang bị auto chính sao đâu Nên là các bạn đừng có hóng, ok nhé Còn bây giờ thì có lẽ là núi xin tạm biệt Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở chương trình thời sự vào tối mai Rồi, bye bye Xin chào MC Bình Động Viên Thầy Nú xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị Vâng, xin tạm biệt Hello anh em, thì bây giờ là 15 giờ 25 phút ha, Núi sẽ tiến hành là kiểm tra cái video ngày qua nú đăng lên kênh Các bạn gửi tặng nú được bao nhiêu like, nếu số like của video trên 100 like á Núi sẽ ra đưa bình luận để chọn ra 5 bạn may mắn và trao thưởng cho mỗi bạn là 50 thỏi vàng Cho những bạn chơi ở server Blue này, server Green và server Mid ha Đó, Núi chỉ chơi ở ba server này thôi Rồi, bây giờ thì anh em mình cùng nhau đi kiểm tra xem cái video ngày qua các bạn gửi tặng Núi được bao nhiêu like nha rồi, cái video ngày hôm qua là Nú nói về những cái vấn đề liên quan tới Ngọc Rồng Mít á Thì anh em gửi tặng Nú được 181 like ha Nú like vào nữa là 182 like Như vậy cái điều kiện để anh em mình nhận cái món quà siêu cấp VIP Pro là ok rồi ha Thì Nú sẽ tiến hành là Nú đi sắp xếp bình luận này Để xem là ai là người bình luận đầu tiên trong chiếc video ngày hôm nay nhé Rồi, và đây đó là người bình luận cuối cùng nè Bạn không có tên này Giống kiểu như ba thằng này nó chia với nhau giải người bình luận đầu tiên vậy đó anh em ạ à bữa nào nó không ngon thôi bữa nó on là lụm tiền bây giờ cứ người nào mà bình luận đầu tiên trên những chiếc video mà nú đăng lên nó sẽ được nhận 22 thỏi vàng nha anh em đấy người bình luận đầu tiên cũng có quà nữa, quỳ giới ơi rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi random làm cái giải to bự nha anh em thì nú sẽ tiến hành đi dán cái đường link vào đây rồi continue nè rồi được 117 cái bình luận anh em ạ à. người đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay tối 2 tháng 9 nha anh em thì bạn nào sẽ được nhận 50 thỏi vàng này bạn nào đây bạn sói vương à nghe đẹp dai mid 2 ok thì bạn này sẽ được nhận 50 thỏi vàng ha Mình trong buổi tối ngày hôm nay rồi bạn thứ hai sẽ là ai bạn thứ hai chính là phạm hoàng này bên server mid 4 này rồi bạn thứ ba sẽ là ai bạn thứ ba là bạn nguyễn tính này server sập dùm luôn trời ơi chứ còn gì nữa nhưng sợ sập thì đừng có chơi sợ sạch thì đem ặt đi cho người ta hết đi đừng có chơi đúng chưa đúng chưa thì bạn này không bình luận tên nhân vật nên là nó sẽ bỏ qua ha người thứ ba trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là cái gì nhân uh, c 3 ba uh, cái gì Pong ca mít hai chúc thầy ăn lễ vui vẻ ok cảm ơn em rất nhiều nhé thì uh, thầy làm không luôn mà chưa thấy ăn một miếng lễ nào và mồm hết em ạ à. ừ làm cày nói chung là hả đau lưng mỏi gối luôn anh em à chưa thấy mình ăn được cái lễ 2 tháng 9 là cái gì luôn đó thì thầy cảm ơn em rất nhiều nhé à, nhân tiện đây thì thầy nú cũng xin chúc tất cả anh em trên kênh chat nhà mình nhé à, có một cái lễ 2 tháng 9 thật là vui vẻ này ấm áp bên gia đình và người thân nhé còn riêng thầy thì thầy vẫn chưa ăn một cái lễ gọi là cái lọc gì hết anh em ạ à. ừ đây là bạn thứ ba ha rồi bạn thứ tư trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là bạn nguyễn mạnh hùng này bên silver blue và bạn cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là à, hoàng giấu tên à. nè mày ghi dấu uh, tên mà mày mình để cho người ta biết mình tên hoàng hoàng hay là hoàng gì đấy hoan đẹp dai à bên server mid à ok thì vừa rồi là năm bạn may mắn ha mỗi bạn sẽ nhận thưởng cho mình 50 thỏi vàng ok chưa server là mid này server blue này mỗi bạn sẽ nhận thưởng cho mình 50 thỏi vàng để nhận thưởng thì các bạn vui lòng chụp màn hình cái đoạn mà các bạn trúng thưởng lại nè sau đó các bạn gửi về facebook cá nhân giúp nú ha đây Facebook cá nhân Nú đã để link dưới phần mô tả video nè Cái phần contact này, Contact đấy là liên hệ công việc đấy anh em ạ Bấm vào cái phần Facebook cá nhân của Nú ở đây nè Các bạn gửi cái ảnh mà các bạn trúng thưởng vào ha Xong các bạn là nhắn cho Nú biết một cái tin là các bạn trúng giải bao nhiêu nè Tên nhân vật cộng server nữa ha Rồi cảm ơn tất cả bạn rất nhiều